Tiểu sử diễn viên Hồ Bích Trâm đường đời lận đận kết hôn đại gia. Hồ Bích Trâm sinh năm 1991 tại Quảng Ngãi. Bích Trâm có một tuổi thơ khổ cực. Mẹ cô bỏ nhà ra đi khi cô mới lên 8 tuổi. Sau đó cô phải tự mình vào Sài Gòn để kiếm sống và làm việc tại một quán cơm. Tại đây cô được bà chủ của mình cho đi học bổ túc vào buổi tối. Nhờ vào sự động viên của người anh họ, cô đã thi đậu vào trường sân khấu điện ảnh. Thời gian sau đó, cha của cô ngã bệnh và qua đời. Cô tự mình bươn chải với cuộc sống từ các nghề làm mẫu tóc, người mẫu ảnh, đóng kịch để có thể trang trải cho cuộc sống. Nhờ khuôn mặt sáng của mình mang vẻ đẹp thánh thiện, những bộ ảnh cô làm mẫu nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Hay nhờ vai cô bé đói khổ trong vở kịch Năm Ngón Tay đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Bên cạnh đó, cô không ngừng học hỏi để theo đuổi niềm đam mê của mình trong lĩnh vực điện ảnh và người mẫu. Cô được đánh giá là một trong những hình tượng của giới trẻ khi vượt qua được cuộc sống khó khăn, khắc nghiệt để tiếp tục bước đi theo đuổi ước mơ của mình. Hiện nay, cô vẫn luôn cố gắng rèn luyện bản thân với mong muốn sẽ trở thành một nữ diễn viên chuyên nghiệp. Hồ Bích Trâm, Miss Teen đa tài và hành trình vượt qua cuộc sống khó khăn. Hồ Bích Trâm sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, lại thêm vấn đề gia đình ly tán nên cuộc sống cô càng thêm khó khăn. Đó cũng chính là nguyên nhân thôi thúc cô gái chỉ mới 15 tuổi đã quyết định đặt chân lên Sài Gòn lập nghiệp. Công việc đầu tiên cô làm là phụ việc ở quán cơm. Khi được người anh họ gợi ý, cô nộp đơn đăng ký thi và đậu vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Những tưởng những sự đau khổ sẽ không còn thì khi vừa nhận được giấy báo trúng tuyển, Hồ Bích Trâm đã phải nghe tin bố ruột mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và qua đời không lâu sau đó. Hồ Bích Trâm trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình nên cô càng nỗ lực hơn nữa dù chỉ đang là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường. Trong năm đầu tiên, do nhà trường quản lý gắt cao nên Hồ Bích Trâm chỉ làm người mẫu ảnh, gõ hủ tiếu thuê, bán cà phê trên vỉa hè để kiếm tiền nuôi sống bản thân và viết tiếp ước mơ của đời mình. Sang năm thứ hai, vì bươn trải nên cô giấu thầy cô nhận show diễn bên ngoài. Vai diễn đầu tiên của người đẹp Quảng Ngãi chính là vai Hoa, thầy bói trong bộ phim Hoàng tử xấu trai của cố đạo diễn Châu Huế, cha đẻ của bộ phim nổi tiếng Những Đéo Đường Phù Sa. Cô cùng nhiều bạn bè đi casting và trở thành một trong hai người được nhận vai. Cũng từ đây, Hồ Bích Trâm bắt đầu sự nghiệp đóng phim chuyên nghiệp của mình. Cô được khán giả nhớ mặt gọi tên qua những bộ phim truyền hình nổi tiếng như Con đường Hoàng Lương, Dã tâm Thiên thần, Lời nguyền lúc không giờ, Muôn kiểu làm dâu, vân vân. Đối với công việc diễn xuất, Hồ Bích Trâm được đồng nghiệp và khán giả nhận xét là một con người cực kỳ nghiêm túc và có tâm với nghề. Có lẽ vì vậy nên cô luôn được chọn mặt gửi vàng cho nhiều vai diễn khác nhau. Năm 2021, nữ diễn viên đạt được nhiều thành tích đáng nể với bộ phim chiếu mạng do chính mình đầu tư, lên ý tưởng sản xuất mang tên Về nhà ăn Tết. Bộ phim có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc trong làng điện ảnh như nghệ sĩ Hoài An, nghệ sĩ Bảo Trung, Khương Dừa, Quách Ngọc Tuyên, Lưu Hải Trinh. Lấy đề tài là về quê ăn Tết, gần gũi, cộng thêm nét diễn tự nhiên, thu hút, nên phim của Hồ Bích Trâm luôn đạt thứ hạng cao trên Top Trending mỗi khi ra mắt tập mới. Bên cạnh diễn xuất, Hồ Bích Trâm còn là một nghệ sĩ cân được nhiều lĩnh vực khác nhau. Năm 2010, nữ diễn viên đạt giải Miss Thân Thiện trong cuộc thi Miss Teen toàn quốc. Sau đó, cô còn tham gia làm người mẫu, MC truyền hình và được khen ngợi dẫn dắt tự nhiên chuyên nghiệp. Năm 2020, khi dịch corona bùng phát, nữ diễn viên thử sức với công việc vlogger. Cô thường chia sẻ cuộc sống sinh hoạt và quay phim hàng ngày của mình với khán giả. Tài sắc nhân hậu nhưng tình duyên của Hồ Bích Trâm mãi lận đận. Phong cách sống của Hồ Bích Trâm cũng rất giản dị. Cô không thường diện những bộ cánh đắt đỏ quyến rũ mà chỉ đơn giản là quần jean áo thun. Thay vì những chuyến đi du lịch xa hoa, Hồ Bích Trâm chọn lựa việc đóng phim và đi làm từ thiện. Nếu là khán giả quan tâm đến Hồ Bích Trâm, ắt hẳn bạn sẽ biết rằng cô là một người chăm làm từ thiện. Nữ diễn viên thường xuyên giúp đỡ quyên góp cho người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn trên khắp đất nước. Đặc biệt, đối với quê hương xứ Quảng, Hồ Bích Trâm luôn đứng lên ủng hộ mỗi khi có thiên tai xảy ra. Xinh đẹp, diễn giỏi, nhân hậu là thế, nhưng cuộc sống tình cảm của nữ diễn viên sinh năm 91 lại không được trọn vẹn. Người thân không bên cạnh, hai lần yêu đương với người cùng ngành đều bị phản bội. Trong đó, mối tình ồn ào nhất của Hồ Bích Trâm có lẽ là với nam diễn viên Minh Luân. Cả hai quen nhau khi đóng phim chung Lời Nguyền Lúc Không Giờ. Nhưng một thời gian sau đó, Minh Luân lại công khai xin lỗi Hồ Bích Trâm trên sóng truyền hình và mong muốn quay lại với tình cũ là Ninh Dương Lan Ngọc. Điều này khiến nữ diễn viên xứ Quảng bị sốc và quyết không tha thứ cho anh suốt một thời gian dài. Cũng kể từ đây, Hồ Bích Trâm không công khai mối tình nào nữa. Có thể thấy Hồ Bích Trâm là một cô gái nhỏ vượt mọi thử thách sóng gió trong cuộc sống để có được cho mình một sự nghiệp thăng hoa. Giờ cô chỉ cần thêm hạnh phúc đến từ gia đình nữa thôi. Mong rằng nữ diễn viên sẽ luôn nỗ lực phấn đấu và đạt được những điều mình mong muốn trong cuộc sống. Chồng Hồ Bích Trâm là ai? Mãi cho đến hôm 26 tháng 4 năm 2021, Hồ Bích Trâm bất ngờ thông báo lên xe hoa với người chồng hơn 7 tuổi. Sau nhiều năm kín tiếng, cuối cùng nữ diễn viên cũng đưa ra tin vui đến mọi người. Được biết chồng của Hồ Bích Trâm là người kinh doanh nhưng không phải đại gia, anh chứng chạc vào tâm lý. Chính vì đó đã tạo động lực và sự tin tưởng cho Hồ Bích Trâm càng thêm yêu thương người chồng này. Cả hai tổ chức đám cưới vào ngày 5 tháng 5 năm 2021. Nhưng vì chồng là người sống giản dị nên không thích công khai. Thậm chí trên mạng Facebook cũng ít chia sẻ ảnh, nên Hồ Bích Trâm cũng không công khai chia sẻ ảnh của chồng trên mạng xã hội. Trải qua những sóng gió trong tình cảm, cuối cùng Hồ Bích Trâm cũng đã có bến đỗ cho đời mình. Chúc nữ diễn viên sẽ luôn hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân này và ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp.